Chào chị các bạn, cái video trước hướng dẫn chị các bạn cách mình đăng tin tức rồi, đăng bài viết những tin tức để mình đăng cái bài viết, cái dạng tư vấn, dạng chia sẻ kinh nghiệm vân vân trên website của mình. Thì video hôm nay hướng dẫn cho chị các bạn cách mình đăng một cái bài viết dạng như một cái trang, một cái sản phẩm. Thì cái bài viết này sẽ có hình ảnh và tên sản phẩm và giá cả, và khi người dùng xem và có thể là mua đăng ký mua trên cái sản phẩm này. Ví dụ đây tôi sẽ đăng thử cái sản phẩm này đây, chăm sóc da mặt ha. Chăm sóc da mặt thì ở đây đầu tiên tôi sẽ điền thông tin nó như đây, tôi sẽ download hình ảnh về trước nha. Sẽ sau đó tôi vào phần quản trị website và sau đó vô một sản phẩm và thêm mới đó. Thì phần thêm mới đây tôi sẽ gõ tên sản phẩm, ở đây mình sẽ dán tên sản phẩm vô. Và thứ hai là tôi sẽ dán tiếp theo là dán cái nội dung, cái mô tả sản phẩm, mô tả sản phẩm, nói về thành phần, mô tả dài của sản phẩm của Shopee. Rồi sau đó tôi ở đây đấy, rồi sau đó tôi mới tiếp tục tôi copy bằng mô tả ngắn đây, mình sẽ mô tả ngắn là dưới này, rồi sau đó tôi mới làm giá 955.000 đây, giá vô đây nó là giá này, hiện tại cái tiền nó chưa chưa sửa nè, 955 còn tiền tiền euro, để chút xíu mình sửa sau. Rồi sau đó tôi mới đăng vô một màu, tôi sẽ chọn vô một màu trong da trong nắng. Và tiếp theo thì tôi mới xuất lập sản phẩm, hình sản phẩm này tôi đang rồi, tôi sẽ xuất lập hình sản phẩm, chọn vô và tải file lên sản phẩm. Nếu như cái sản phẩm được còn hình nữa, còn thêm tiếp thêm nhiều hình nữa thì tôi sẽ xuất lập anh bông mạnh sản phẩm dưới đây, tôi chọn thêm nha. Nếu như đây tôi có thêm mình ảnh rồi, bông mạnh sản phẩm thì tôi chọn thêm vô, tôi chọn vô thêm, chọn vô thêm nè đó, thì sẽ vô thêm của tôi ví dụ vậy, nó ví dụ nha. Rồi sau đó tôi sẽ đăng đây qua đó, rồi sau đó tôi review xem trong web và tôi sẽ vô phần shop để tôi kiểm tra lại coi có không, tôi có một cái giá nó đang không đúng đúng không đó. Đó, nhìn sản phẩm nó nằm ở đây, hình nó thêm hình nó thì mình nằm cái đây rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa lại cái giá này luôn, cái giá này đúng không, sửa giá này thì mình vô là WooCommerce cài đặt, cái sau đó mình chọn lại quốc gia nè, gia là mình bán gia ở Việt Nam á, Việt Nam rồi nó mua điện là 700.000, 700 rồi bán cho gia, bán hàng ở đâu, ở Việt Nam thôi nha, không muốn bán xin lắm, em muốn bán một gia khác này cứ chọn vô đó. Rồi thì tiền tệ ở đây mình sẽ chọn là đô la, Việt Nam chứ, ngàn đồng, ký tự phân cách hàng ngàn là nhiêu, ký tự phân cách hàng ngàn là dấu chấm và ký tự hợp phân là dấu phớt, không cái này không luôn, mình luôn thay đổi. Rồi sau đó luôn thay đổi rồi mình sẽ review website lên thử coi.
Rồi đổi lại em 900 ngàn. Tức là cái đồng của mình nó đang nằm trước, mình muốn sửa lại nó nằm ra sao được không? Được luôn. Sửa lại nó qua khỏi, bên phải một dấu cách thôi. Bên phải dấu cách. Rồi, nằm lại thôi, đúng chưa? Bên phải một dấu cách. Okay. Bên phải một dấu cách để bên trái, xong rồi nha. Bên phải một dấu cách nè, mình để lộn mà. Đó. Đây. Đó. Nè. Rồi. Đó, đó là xong, nó còn đang sản phẩm tương tự gì mình đang sản phẩm là thế, mình đang nhiều vô. Mình sẽ đang là mỗi cái thì mình đang nhiều vô đang à, đang đầy đủ vô đang sau này mình có sản phẩm mình show ra ha. Mình không đang nữa, mình không có sản phẩm mình show ra mình làm tiếp những công việc tiếp theo đâu. Rồi, kết thúc video đang sản phẩm ở đây, mình chỉ video tiếp theo.